Grant me the strength to chase out evil. Seconds remaining. Hello mọi người, là Hera đây. Và hôm nay như là đã hứa sẽ test skin thiên sứ công nghệ nha. Cái tên thì thấy hơi phèn rồi đó. Không hiểu sao có thể nghĩ ra cái tên gì luôn. Thấy quá bình thường, không có gì đặc sắc. Hôm nay sẽ lên đồ hơi trâu một tí ha. Cho nên lên cái ngọc đại pháp sư đầu tiên. Tại vì nó là có cái lượng máu cày cấp ấy. Với lại đem theo cái phù hiệu hôm nay là cái nhánh xanh lá. Là canh gác với lại sinh tồn. Thì sinh tồn là nó diệt lính ấy. Là nó sẽ tăng tối đa là 100 tầng. Và một tầng là sẽ có 8 máu. Thì đủ 100 thì sẽ có thêm 800 máu tối đa ha. This is how the world turned out. Caffeine đi rừng thì đầu game farm hơi chậm, rất là chậm luôn ấy. Và bình thường thì mấy bạn cũng biết cái nết của mình mà, đúng không? Không bao giờ mình lên đồ mà nửa tăng nửa phép chứ, thường là lên full phép không mà. Nhưng mà tại vì nó giờ này nó bị lỗi, nó khựng quá trời rồi, cho nên là phải lên đồ tăng cho nó sống lâu thêm một tí. Mới thấy cái thằng kia nó chát gì lao game búp bê tình dục cơ. Biết ngay là nó vô cướp. Cái chiêu hai nó chia đam ra bởi vì không có đủ để mà hạ nó. Trời ơi, thôi chết tôi rồi. Mới vô chết mạng quê ghê vậy. Has been defeated. An enemy has been defeated. Và nói cho những ai chưa biết thì hiện tại sau cái bản cập nhật mới thì cái chiêu 2 của con Laurel này là nó đang bị lỗi ha. Có nghĩa là khi mà lướt là nó không có miễn nhiễm được cái khống chế. Có thể là cái sát thương thì nó né được nhưng mà khống chế thì nó vẫn lãnh đủ ấy. Cho nên là bây giờ là nó không thể né được hung gió của Vera các kiểu nè, hay là choáng ngất tung đổi. Cho nên thiệt sự là bây giờ rất là khó đánh luôn. Tại vì cứ bay vào là cứ bị hất tung lên hoài luôn ấy. Cho nên bữa giờ không có chơi được gì hết trơn. Đánh rén lắm rồi đó. Lên được cái phượng hoàng lại là nửa máu của cái ngọc đại ấy, thì lên tiếp cái đai giày lực sĩ ha, để cho nó có hồi chiêu rồi mới quay lại lên tiếp ngọc đại pháp sư. Trời ơi, lướt ngược nhưng mà nó vẫn chết nè. Nãy tính chiêu 1 với cái lùm tay mình nghĩ là nó sẽ bay vô đó nhưng mà không ha. Skin công nghệ mà không thấy miếng công nghệ nào chân luôn. Thấy nó tựa như là huyết ma thần của Violet ấy. Nếu mà đặt cái tên huyết ma thần sứ cơ bộ nó êm hơn á, đúng không? Chiêu 1 là đường xuống hoàng tuyền. Để coi chiêu 2 là gì ta.
Chiêu 2 là đôi cánh đưa tan. Còn chiêu 3 là bãi tha ma nè. Y như cái nghĩa địa luôn. Trời ơi, vô đánh nè má ơi. Chón quá trời chón. Để coi ăn con ra này được không. Trời ơi còn tí máu. Lúc nãy là có mấy pha là mình né được, nhưng mà vẫn bị cái choáng của con rat ấy. Nếu mà không bị lỗi là mình là cân bốn đứa đó hết trơn luôn á. Mà không sao, đợi khi nào con này chỉnh sửa đi, chị mình sẽ trở lại. I will not be someone else's weapon. I fight only for myself. Attack! Để coi lên món gì tiếp theo nè. Chắc là không nên lên cái khiên, lên tiếp cái vương miện luôn. Để quất đại đam lên luôn. Rồi chết đi. Người đẹp tha cho đó. After tens of thousands of years of war, this is how the world turned out. Yes. Có gì đâu mà khổ, có người đẹp ở đây là có tất cả. Chẳng này lo được. Trời ơi, nó trông như một con quái vật vậy đó. Thôi đi về. The apocalypse is calling me back. I will not be someone else's weapon. I fight only for myself. Đây chiêu 1 đường xuống hoàn tuyền, chiêu 2 đôi cánh đưa tan. Sợ nó ulti á cho nên là thanh tẩy. Giờ là phải biết quý trọng cái thanh tẩy hơn rồi nha, tại vì chiêu 2 mất miễn nhiễm rồi. Điệu nhảy nè, thấy cũng được. Your team has destroyed a tower. Father taught me to trust my heart above all else. Your team has destroyed a tower. Blade of War!
giờ thì công pháp đủ rồi nên là mình nghĩ cái món tiếp theo mình nên lên một món thủ. Cái trận này nó áo trọng băng thì nó sẽ ngon hơn là cái khiên huyền thoại ha. Cái hai đều có làm chậm nhưng mà cái khiên là khi mà nó đánh một mình ấy thì nó mới giảm tốc đánh tốc chạy, nhưng mà còn hai da te thì nó cũng không có cần giảm tốc đánh của nó làm chi, tại vì tem nó rất là cơ động ha, như con Airy hoặc là Nagrat ấy, nên nếu mình dí theo nó thì mình cứ bấm đánh thường cái cho nó làm chậm của cái nội tại áo tròn băng ấy thì nó sẽ êm hơn là cái khiên. Mấy ông cứ chê tôi lên đồ vậy nhưng mà hồi xưa là tôi đánh cái đồ của áo tròn băng lên tới tấp 1 lận nha. Mà cũng phải hồi xưa nữa, chừng mấy tháng trước chứ nha. Tại mấy nay là phải đi học trong đại học ấy, cho nên là cực quá à, cho nên là không có cài tóp nhiều. An ally has been defeated. Có bùa xanh rồi nhưng vẫn muốn thêm. Rồi lướt đánh thường làm chậm rồi lên bảng của em yêu. Không cần nói đâu, người đẹp cũng tự vô ăn hà. Rồi chúng ta kết thúc tại đây. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.